Anh em thân mến, dù mới khởi chiếu nhưng gần đây, bộ phim Đất rừng phương Nam đã vướng nhiều tranh cãi về nội dung. Thậm chí nhiều người cho rằng bộ phim đã bóp méo và xuyên tạc lịch sử. Cụ thể nhiều khán giả đã bức xúc bình luận rằng: "Chúng ta phải lên án bộ phim này để Việt Nam chúng ta mãi mãi vẫn là Việt Nam anh hùng. Thật buồn khi lịch sử hào hùng của dân tộc đang bị lãng quên bởi đồng tiền và danh vọng. Dễ dãi với lịch sử là vong ơn với những người đi trước đã hy sinh tạo nên lịch sử. Chúng ta không cần phải gào khóc vì biết ơn những người tạo nên lịch sử, nhưng chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ lịch sử, bởi không có lịch sử thì không có chúng ta." Từ những ồn ào đó, Cục Điện ảnh ngay lập tức yêu cầu thẩm định lại phim. Nhà sản xuất cũng đề xuất chỉnh sửa một số lời thoại gây hiểu lầm. Vào sáng ngày 17 tháng 10, nhà sản xuất Đất rừng phương Nam công bố các chi tiết của bản sửa đã được hoàn thành và cho biết sẽ có hai phần về hành trình của nhân vật An. Về nội dung của bản chỉnh sửa là gì? Liệu bản chỉnh sửa của Đất rừng phương Nam đã đúng với lịch sử hay chưa? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Anh em thân mến, Đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trước đó có lịch chiếu từ ngày 20 tháng 10. Nhà sản xuất tung ra các suất chiếu sớm từ ngày 13 đến 15 tháng 10. Tuy nhiên vào ngày 15 tháng 10, phía sản xuất thông báo chính thức khởi chiếu sớm từ ngày 16 tháng 10 do phản hồi tích cực từ phòng vé. Đáng chú ý, sau 3 ngày ra rạp, phim thu về hơn 40 tỷ đồng. Mặc dù con số doanh thu lạc quan, song từ khi chính thức ra rạp, Đất rừng phương Nam đã vướng nhiều tranh cãi. Đặc biệt bộ phim này bị tố là xuyên tạc lịch sử. Thứ nhất, Đất rừng phương Nam quá nhiều nhân vật, bé An lu mờ, bác Ba Phi bị phá vỡ hình tượng. Phản hồi từ phía khán giả cho rằng nhà sản xuất cũng đưa dòng chữ bộ phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi lên ngay đầu phim, nhưng gần như dính rất ít đến nguyên tác. Trong phim, các nhân vật gần như chỉ có cái tên như nguyên tác là bé An, thằng Cò, Di Tư Béo, Di Tư Mắm, Võ Tòng. Còn tuyến nhân vật là mới hoàn toàn. Với những tình tiết cũng hoàn toàn mới, người xem chỉ được thấy nhân vật thằng Cò xuất hiện thoáng qua. Nhân vật ông Hai bắt rắn thay bằng nhân vật ông Ba. Trong phim xuất hiện những nhân vật mới như Út Lục Lâm, bác Ba Phi, cha con ông Tiều và bé Sinh, vị phu nhân Pháp. Phim có khá đông nhân vật và những người làm phim đã dành nhiều đất diễn cho những nhân vật khác, nên nhân vật bé An không còn đất diễn chính. Thậm chí những người làm phim đã dành nhiều thời lượng cho nhân vật Út Lục Lâm, Tuấn Trần đóng và ông Tiều, Tiến Luật đóng. Không phủ nhận là hai diễn viên này đã đóng rất tròn vai, tuy không có những đột phá xuất sắc nhưng vẫn đủ sức thuyết phục người xem. Nhưng cũng chính vì thế mà nhân vật chính là bé An khá lu mờ trong phim. Đặc biệt là những cảnh phim đóng chung với nhân vật Út Lục Lâm và ông Tiều. Kịch bản phim viết theo màu sắc của ngôn ngữ kịch hơn là điện ảnh. Một số lời thoại dài dòng, thậm chí mang màu sắc độc thoại của kịch, chẳng hạn như cảnh bé An và bé Sinh cùng nhớ mẹ. Nhiều câu nói mang màu sắc đạo lý, không phù hợp với nhịp độ diễn tiến nhanh của phim và logic ngôn ngữ đời sống. Thầy Bảy nói với bé An, thầy cũng là người yêu nước giống cha con, nhưng thầy chọn dùng lời ca tiếng hát để đánh động trái tim của mọi người. Ngoài sự mờ nhạt của bé An trong diễn biến phim, một nhân vật có thể nói là điển hình cho sự phá vỡ hình tượng nghệ thuật trong lòng khán giả là nhân vật bác Ba Phi do Trấn Thành đóng. Theo những câu chuyện vui, dân gian truyền miệng mà bác Ba Phi để lại và được nhà văn Anh Động văn bản hóa bằng tác phẩm Chuyện vui bác Ba Phi, nhà xuất bản Kim Đồng năm 1995, thì bác Ba Phi tuy kể chuyện cười bằng sự phóng đại, hài hước, nhưng sự vật hiện tượng ở miền Tây Nam Bộ. Nhưng bác không bao giờ tự đề cao bản thân mình như trong phim Đất rừng phương Nam đã tái hiện. Điển hình ở phân cảnh cướp pháp trường, cứu Võ Tòng. Dù không có mặt, nhưng bác Ba Phi lại xuất hiện trong quán rượu Dì Tư Béo, tự kể công lao cứu Võ Tòng về mình. Với nhiều tình tiết khác trong phim, nhiều người cho rằng đúng như lo ngại của khán giả từ trước khi phim khởi chiếu. Trấn Thành được cho là quá tải khi nhận vai bác Ba Phi, không chỉ vì ngoại hình tuổi tác không phù hợp mà là lối diễn xuất. Khán giả đánh giá Trấn Thành là một diễn viên có tài và hoàn toàn có thể đóng vai bác Ba Phi tốt, nhưng nam diễn viên lại luôn giữ lối diễn cường điệu, lên gân, hay nói cách khác là giả chân theo kiểu miền Nam mà lâu nay vẫn thể hiện. Vì thế bác Ba Phi do anh thủ vai có phần méo mó, không đúng nguyên tắc về một người nông dân mộc mạc, hài hước. Trong những chuyện vui bác để lại, bác Ba Phi không nói đạo lý kiểu dân mình hiểu đất mình, dân mình thương đất mình, đất trời sẽ che chở cho chúng ta. Ngay cả đoạn độc thoại dài cuối phim trong một cảnh quay one shot của nhân vật bác Ba Phi cũng hết sức cường điệu. Đoạn độc thoại ấy có lẽ phù hợp đưa vào chính kịch hơn là một bộ phim như Đất rừng phương Nam. Người Tây Nam Bộ có tính cách thật thà chất phác. Họ có giảng đạo lý cũng đơn giản, mộc mạc, không cường điệu khoa trương như diễn xuất và thoại của Trấn Thành. Dĩ nhiên những người làm phim có quyền xây dựng một nhân vật bác Ba Phi
hoàn toàn khác với nguyên mẫu vì hư cấu là điều cần thiết để đảm bảo tính sáng tạo của bộ phim điện ảnh. Nhưng vấn đề là hư cấu phải hợp lý, phải thuyết phục được số đông công chúng. Còn hư cấu không thành công, phá vỡ cả hình tượng nghệ thuật quen thuộc thì đó thuộc về lỗi của những người làm phim. Thứ hai, Đất rừng phương Nam có xuyên tạc lịch sử. Đỉnh điểm của những ồn ào xung quanh Đất rừng phương Nam đó là chi tiết được cho là xuyên tạc lịch sử khi đề cao vị thế Thiên Địa Hội và Nghĩa Hòa Đoàn, hạ thấp vai trò của Việt Minh. Theo tiến sĩ Hà Thanh Vân, những người làm phim hoàn toàn có thể chỉ tập trung làm phim về Thiên Địa Hội, vì thực tế có một khuynh hướng Thiên Địa Hội chống Pháp bên cạnh Thiên Địa Hội xã hội đen, tư liệu lịch sử cho thấy. Và nếu đã dứt khoát lùi về giai đoạn nào đó không rõ trước năm 1945 thì chỉ cần làm phim về Thiên Địa Hội thôi, không cần thiết đưa vài nhân vật cách mạng mà tiêu biểu là anh Hai Thành, ba Bé An vào để như ngầm ý đối chọi, so sánh. Xem bộ phim này có thể thấy nổi lên hai tuyến nhân vật, hai tổ chức là Thiên Địa Hội, cách mạng và Bé An chính là sợi dây liên kết giữa hai bên. Suốt cả phim thì toàn thấy hoạt động của Thiên Địa Hội, Bé An gia nhập cắt máu ăn thề, cướp pháp trường cứu võ tòng, đánh nhau với giặc Pháp khắp nơi như nghĩa sĩ cần ruộc thời xưa. Vượt ngục, những nhân vật Thiên Địa Hội hiện lên là anh hùng Mã Thượng, nhân cách, khí tiết đủ cả. Còn cán bộ cách mạng chỉ thấy đâu ngoài hai cuộc họp và vài lần xuất hiện mờ nhạt. Một cuộc họp chung với Thiên Địa Hội thì phía cách mạng không đáp ứng hỗ trợ Thiên Địa Hội. Một cuộc họp riêng thì kêu gọi anh Hai Thành đừng đi gặp con trai vì sợ bị lộ. Ở cảnh gần cuối phim, nhân vật Hai Thành giả làm cái ghế ngồi trên sân khấu, cho Bé An đóng vai hoàng đế ngồi lên. Nhân vật cách mạng yêu nước Hai Thành thì núp dưới tấm khăn phủ, nhắc tuồng cho Bé An đọc lên trên sân khấu. Xem cảnh này, không rõ những người làm phim có dụng ý gì và rất dễ gây những liên tưởng không hay. Vì nếu diễn cảnh hai cha con phải làm vậy để gặp nhau thì hết sức lộ liễu và khiên cưỡng, tiến sĩ Hà Thanh Vân đánh giá. Bên cạnh đó, trang phục của một số nhân vật, trong đó có nhân vật Bác Ba Phi do Trấn Thành đóng, bị cho là có thiết kế không giống với áo bà bà truyền thống của người dân Nam Bộ mà đậm tính cách Tân. Ngay cả hình ảnh trong MV nhạc phim Bài Ca Phương Nam, các diễn viên cũng khiến người xem phải ngỡ ngàng vì mặc trang phục không sát với bối cảnh mà tác phẩm văn học nhắc hay bộ phim nhắc đến. Ngay cả nhân vật do Trấn Thành đóng có cách quấn khăn rằn rồi quàng chiếc khăn này cũng bị soi là không giống với đời thực lúc bấy giờ. Thậm chí nhiều người còn hài hước nói rằng chiếc khăn rằn mà anh sử dụng trong phim lẫn khi quay MV có khi là đồ hiệu nên trông hơi khác so với khăn rằn bình dân bình thường. Trước những thắc mắc này, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từng trả lời trên truyền thông, thừa nhận có những tranh cãi xoay quanh bộ phim mà mình vừa dàn dựng. Theo đó, về một số chi tiết bị cho là chưa thuần Việt, vì đạo diễn này giải thích, phim đã thay đổi bối cảnh, mốc thời gian so với bản tiểu thuyết, tức là thay vì bối cảnh những năm 1945 thì phiên bản điện ảnh giữ tinh thần bối cảnh của phiên bản phim truyền hình Đất Phương Nam, tức là lấy mốc thời gian trước năm 1930. Và với anh thì miền Tây là vùng đất du nhập nhiều người, nơi chào đón nhiều vùng miền, là nơi có sự hiện diện của nhiều cộng đồng văn hóa. Về tranh cãi liên quan đến một số trang phục của diễn viên trong phim và khi quay MV nhạc phim, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bày tỏ quan điểm MV chỉ là một bài hát, không phải phim, các diễn viên đến ghi hình, tự thoại, tự hát ca khúc. Và nếu trang phục, tạo hình cũng giống như trong phim nữa thì khá chán. Trang phục của Trấn Thành chỉ đơn giản là nam diễn viên này chọn một cái áo đẹp để quay thôi. Cách đeo khăn rằn cũng chỉ là một yếu tố thời trang thôi, đâu có sao. Còn trang phục áo bà ba mà Trấn Thành mặc trong phim không giống với áo bà ba truyền thống. Nam đạo diễn lý giải, phim không phải sách giáo khoa, không mang nhiệm vụ là tư liệu lịch sử. Bản thân anh cũng tìm hiểu nhiều tài liệu, gặp nhiều người, có người nói thế này, có người nói thế khác, có những chi tiết làm chưa tới, nhưng nói chung anh và ekip đã làm những điều phù hợp với khả năng của đoàn phim. Cục điện ảnh thẩm định lại giữa lúc phim đang chiếu. Trên những phản hồi của khán giả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã yêu cầu Cục điện ảnh thẩm định lại Đất rừng phương Nam. Nhà sản xuất đề xuất chỉnh sửa một số lời thoại gây hiểu lầm về Nghĩa Hòa Đoàn, Thiên Địa Hội. Trả lời truyền thông về việc nhà sản xuất phim vẫn chiếu Đất rừng phương Nam trong quá trình chỉnh sửa thoại phim gây tranh cãi, lãnh đạo Cục điện ảnh cho biết, trong cuộc họp ngày 14 tháng 10, Hội đồng thẩm định, phân loại phim và một số cơ quan đơn vị chức năng đã thẩm định lại Đất rừng phương Nam theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Theo đó, hội đồng khẳng định bộ phim Đất rừng phương Nam không vi phạm luật điện ảnh. Điều này cũng đồng nhất với quyết định của hội đồng ngày 29 tháng 9. Tuy nhiên, nhà sản xuất chủ động đề xuất điều chỉnh một số lời thoại để tránh gây hiểu nhầm. Những hoạt động và lời thoại nhắc đến Nghĩa Hòa Đoàn và Thiên Địa Hội, theo lý giải của nhà làm phim là hội nhóm tập hợp bởi một số người dân lao động sinh sống chủ yếu ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, Long Xuyên,
không liên quan đến phong trào có nguồn gốc tại Trung Quốc. Thiên Địa Hội cũng như Nghĩa Hòa Đoàn trong phim Đất Rừng Phương Nam chỉ được những người dân yêu nước ở Nam Kỳ lúc đó mượn tên gọi để hoạt động độc lập ở Việt Nam. Vì thế, nhà sản xuất đề xuất chỉnh sửa thành Chính Nghĩa Hội, Nam Hòa Đoàn. Lãnh đạo Cục Điện ảnh cho rằng đó là thiện chí của nhà làm phim. Cục hy vọng nhà sản xuất sớm hoàn thành chỉnh sửa nội dung này để có thể chiếu bản phim đã điều chỉnh ở rạp trong thời gian sớm nhất có thể. Vào sáng ngày 17 tháng 10, đại diện nhà sản xuất cho biết phim Đất Rừng Phương Nam đã chủ động đề xuất phương án chỉnh sửa một số chi tiết trong tác phẩm, cụ thể như sau. Thứ nhất, dòng chữ lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi và bộ phim Đất Phương Nam được đưa lên đầu phim. Điều chỉnh này để làm rõ sự tương đồng về bối cảnh không gian và thời gian. Vào những năm 1920 đến 1930 của phim điện ảnh Đất Rừng Phương Nam và phim truyền hình Đất Phương Nam. Theo nhà sản xuất, bối cảnh này khác với bối cảnh không gian, thời gian của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi vào năm 1945. Thứ hai, bổ sung thêm nội dung cho câu giới thiệu Hành trình vẫn còn phía trước thành hết phần 1. Hành trình vẫn còn phía trước, điều này nhằm khẳng định rõ hơn dự định của nhà sản xuất cho phần 2 kể về hành trình của nhân vật An trong tương lai. Thứ ba, điều chỉnh cụm từ Nghĩa Hòa Đoàn thành Nam Hòa Đoàn, Thiên Địa Hội thành Chính Nghĩa Hội trong tất cả các câu thoại liên quan tới hai cụm từ này trong phim điện ảnh Đất Rừng Phương Nam. Các tình tiết phim liên quan tới hai cụm từ trên đều là những tình tiết hư cấu, được lấy cảm hứng từ các sự kiện trong lịch sử. Việc chỉnh sửa này nhằm tránh mọi liên tưởng không đúng về hai cụm từ này. Đơn vị đồng sản xuất thống nhất về quan điểm với đoàn làm phim và chúng tôi mong muốn, thông qua việc chỉnh sửa như trên, khán giả sẽ được tiếp cận và trải nghiệm tốt nhất bộ phim điện ảnh Đất Rừng Phương Nam. Chúng tôi khẳng định rằng những chỉnh sửa nêu trên không làm thay đổi nội dung của bộ phim. Bản phim Đất Rừng Phương Nam đã được chỉnh sửa và trình lên Cục Điện ảnh theo đúng quy định của pháp luật. Đại diện nhà phát hành cho biết thêm, bản sửa của Đất Rừng Phương Nam được bắt đầu từ ngày 16 tháng 10 năm 2023. Trước đó vào chiều tối ngày 16 tháng 10, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết, Cục Điện ảnh đã xem xong bản sửa lời thoại được gửi từ phía nhà sản xuất phim Đất Rừng Phương Nam. Cục Điện ảnh đã xem và nhận thấy bản sửa đã hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầu tránh gây hiểu nhầm, gây liên tưởng. Từ 18 giờ ngày 16 tháng 10, họ sẽ chiếu bản phim đã chỉnh sửa, ông Vi Kiến Thành nói. Theo ông Thành, lãnh đạo Cục Điện ảnh tái khẳng định, việc đoàn làm phim sửa thoại là do thiện chí và đề xuất của họ để tránh gây hiểu nhầm, liên tưởng không nên có. Bản phim trước đó được hội đồng thẩm định và phân loại phim không vi phạm luật điện ảnh theo quyết định ngày 29 tháng 9. Trong thời gian chờ sửa thoại, anh em làm phim vẫn chiếu bản phim được duyệt trước đó. Anh em thân mến, những ngày qua, bên cạnh những lời khen dành cho quy mô, sự hấp dẫn của Đất Rừng Phương Nam bản điện ảnh, thì cũng bùng nổ tranh cãi dữ dội, cũng như ý kiến chỉ trích phim đã làm sai lệch lịch sử, dẫn tới phim bị Cục Điện ảnh thẩm định lại và chỉnh sửa một số tên gọi, lời thoại. Đây là điều chưa có tiền lệ khi một tác phẩm điện ảnh hư cấu dù đã nhận được giấy phép phổ biến nhưng bị thẩm định lại, bắt buộc phải thay đổi một số nội dung. Trước sự việc này, một số đạo diễn, diễn viên, biên kịch điện ảnh cũng như nhà báo chuyên theo dõi mảng điện ảnh có uy tín đã đưa ra ý kiến của mình về bộ phim Đất Rừng Phương Nam, cụ thể như sau. Đầu tiên, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh cho rằng việc thẩm định lại Đất Rừng Phương Nam làm tổn thương người sáng tạo. Việc thẩm định lại Đất Rừng Phương Nam đương nhiên ảnh hưởng, thậm chí còn làm tổn thương người sáng tạo. Nếu muốn chính xác thì mua chuyện về đọc, còn một khi đã là điện ảnh, người nghệ sĩ được quyền phóng tác làm sao để tạo ra một câu chuyện mang đến cảm xúc cho người xem. Khi xem Đất Rừng Phương Nam, tôi thả lỏng theo cảm xúc của mình bởi phim rất đẹp, quay cầu kỳ, thực hiện nhiều đại cảnh, diễn viên xuất sắc. Lúc đầu tôi nghĩ đây đáng lẽ không phải phim của nhà sản xuất tư nhân làm mà lẽ ra nhà nước phải đặt hàng. Người ta nói phim lịch sử nhưng tôi không thấy thế. Từng là một series hài Phương Nam, tôi thấy tính cách con người trong này rất đáng yêu, hơn nữa cảnh rất đẹp, tâm hồn tính cách người Nam Bộ rất hào sảng, hồn hậu. Đừng soi xét cho rằng phải đúng ngày, đúng tháng, đúng cứ liệu lịch sử. Kể cả phim lịch sử nước ngoài cũng chỉ bám lấy mốc sự kiện nào đó, chứ không tả cụ thể mà hư cấu để tạo ra tác phẩm điện ảnh hấp dẫn, cuốn hút khán giả. Tôi đánh giá lần này Nguyễn Quang Dũng làm phim ổn, cuốn hút từ đầu đến cuối, là người trong nghề mà lâu lâu tôi mới thấy một bộ phim cuốn hút như vậy. Về diễn viên, tôi chỉ hơi gợn về diễn xuất của Trấn Thành trong vai Bác Ba Phi, trong khi các diễn viên khác diễn dung dị, vai nào cũng xuất sắc. Tôi đã làm chùm phim về Bác Ba Phi do nghệ sĩ Thành Nam đóng, và đó là người miền Tây hào sảng, dung dị, rất đời, hóm hỉnh, hào sảng. Nhưng Thành diễn hơi cương nên bị bật ra khỏi dàn diễn viên. Đó là điều đáng tiếc. Khi xem phim, tôi không để ý đến Thiên Địa Hội, chỉ bị cuốn vào câu chuyện, âm nhạc tốt, quay phim đẹp, diễn viên giỏi.
Đây có thể nói là một trong những bộ phim hay nhất về miền Tây Nam Bộ và chúng ta phải tự hào về điều đó. Còn đối với nhà biên kịch Trịnh Thành Nhã thì cô cho rằng đi cùng tận diệt một lỗi nhỏ trong phim là hơi quá. Việc tên đất, tên tổ chức từng có trong lịch sử và được nhắc lại trong một bộ phim mang tính xã hội như vậy thì nên chính xác hơn. Riêng trường hợp đất rừng phương Nam, câu chuyện bị đẩy về đầu thế kỷ 20. Khi đó các tổ chức chưa có liên kết nào cả và khoảng thời gian đó chưa có khái niệm Việt Minh. Nói về tác động của cộng đồng mạng lên một bộ phim hư cấu, tôi thấy nhà sản xuất như vậy là rất cầu thị. Nhưng sự việc vừa qua đúng là đã làm cho những câu chuyện làm phim trở nên phức tạp hơn nhiều, làm những người yêu bóng vía có thể nản. Đi cùng tận diệt một lỗi nhỏ trong phim làm như vậy là hơi quá và biến thành câu chuyện chính trị. Điều đó không công bằng với một tác phẩm nghệ thuật, trong khi vấn đề chính là bộ phim đó có mang lại cảm xúc cho người xem hay không. Ở góc nhìn của một người sáng tác, tôi mong mọi người đừng hẹp hòi quá, đừng đem những hiểu biết lịch sử mang tính đóng khung áp vào một tác phẩm nghệ thuật. Đương nhiên một người làm việc cẩn trọng hoàn toàn có thể tránh được những ý kiến như vậy của cộng đồng mạng. Mà cộng đồng mạng là cái gì đó khá tự do, lộn xộn, nên cứ đuổi theo như vậy thì rất sợ hãi, không ai làm việc được. Theo tôi, Đất rừng phương Nam là phim tốt, còn nhà báo Ngọc Nick Em lại cho rằng chất lượng phim mới là điều đáng quan tâm. Tranh cãi quanh một bộ phim phụ thuộc thể loại nó theo đuổi. Nếu phim là về một thời kỳ lịch sử cụ thể, sẽ phải tuân thủ chính xác các sự kiện đã từng xảy ra trong quá khứ. Còn một bộ phim hư cấu, nếu có tuân theo lịch sử hay không thì cũng không quá quan trọng bằng việc khán giả xem có thấy phim hợp lý hay không, chất lượng phim thế nào. Nhiều bộ phim giả tưởng, viễn tưởng hay là xuyên không cũng dùng nhân vật lịch sử, chi tiết từng xảy ra trong lịch sử, thậm chí còn biến đổi đảo đi. Nhìn toàn cảnh vụ việc phim Đất rừng phương Nam, tôi thấy đây là vấn đề rất bình thường. Quan trọng ngay từ đầu, nhà làm phim đã xác định rõ thể loại và ý tưởng của phim thế nào. Trừ khi phim làm về một nhân vật có thật, dựa trên sự kiện có thật trong lịch sử mà làm sai lệch thì đó mới là điều đáng nói. Đất rừng phương Nam là thương hiệu phim ngay từ bản truyền hình đã được xếp vào hàng kinh điển, nên khi làm bản điện ảnh, dù ít dù nhiều, vẫn tạo ra được sự quan tâm lớn của dư luận. Do vậy, đây có thể coi là dự án phim bom tấn mà khán giả đều mong chờ bất cứ chi tiết và thông tin nào liên quan đến phim. Thêm nữa, phim quy tụ nhiều ngôi sao nên toàn bộ thông tin đưa ra đều được quan tâm. Phim ra rạp bị mổ xẻ và làm quá lên là chuyện bình thường và hoàn toàn có thể lường trước được. Đất rừng phương Nam có thể coi là trường hợp điển hình trong phim Việt. Cá nhân tôi thấy việc bộ phim gây tranh cãi là điều bình thường. Quan trọng là nhà sản xuất thấy sự chỉnh sửa đó có hợp lý hay không và việc họ chỉnh sửa lại là hợp lý, tránh gây tranh cãi. Có thể thấy bộ phim Đất rừng phương Nam đang đứng trước những tranh cãi về nội dung, tình tiết bị cho là sai lệch lịch sử, nâng tầm vai trò của một số hội nhóm kháng Pháp đầu thế kỷ 20. 5 ngày sau khi phim ra rạp, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lên tiếng về những ồn ào. Tôi rất buồn, không tưởng tượng phim bị phản ứng tiêu cực đến vậy. Mục đích ban đầu của tôi cũng như các nhà sản xuất là muốn làm phim về một vùng đất với các giá trị tình cảm gia đình lẫn tình người. Họ che chở giúp đỡ nhau giữa hoạn nạn để gìn giữ quê hương. Tuy nhiên, việc khán giả hiểu lầm cũng là điều tôi phải soi xét lại chính mình. Những ngày qua tôi ra rạp, gặp nhiều khán giả đồng cảm với tác phẩm. Họ xem phim với tâm thế hướng về gia đình, cha mẹ. Cũng có những người xem vì muốn nghiên cứu nên đòi hỏi những chi tiết chuẩn xác về lịch sử. Tôi trân trọng điều đó vì các phim đề tài lịch sử luôn cần những ý kiến phê bình, góp phần thôi thúc khán giả tìm hiểu, đọc lại tư liệu. Chúng tôi ghi nhận chỉnh sửa phim vì không muốn làm hỏng trải nghiệm của khán giả khi phải nhớ về những lùm xùm của tác phẩm. Tôi muốn họ tập trung vào thông điệp chính, tình cảm, con người. Với các ý kiến trái chiều, tôi xin cảm ơn, song cũng muốn nói rằng ngay cả sách gốc của nhà văn Đoàn Giỏi cũng là tiểu thuyết, chứ không phải là tác phẩm lịch sử. Dự án nhận được sự quan tâm vì điện ảnh Việt đang hiếm các phim làm lại từ tác phẩm kinh điển. Đi kèm đó là nhiều soi xét kỹ khiến chúng tôi áp lực. Còn anh em, nghĩ sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần video cho chúng tôi cùng biết nhé!